Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, thời tiết khu vực Hà Nội không khác nhiều so với hôm qua. Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn xuất hiện vào sáng sớm. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 22 độ. Độ ẩm tương đối cao ở mức là trên 97%, khiến cảm giác trời vẫn khá lạnh. Do vậy, quý vị vẫn phải trang bị áo khoác mỏng cùng với các vật dụng che mưa nếu phải ra ngoài đường vào buổi sáng. Các hoạt động vui chơi cuối tuần của người dân cũng sẽ thuận lợi hơn khi trời vẫn nhiều mây nhưng không mưa từ sau 8 giờ sáng. Nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức là từ 25 cho tới là 26 độ vào buổi trưa. Và khi nắng lên thì cũng là nhiệt độ đạt ngưỡng cao nhất từ 27 đến 28 độ, khoảng từ 13 cho tới 16 giờ. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong cả ngày hôm nay. Sau đó thì nhiệt độ sẽ giảm dần khi mây dày trở lại và đến khi trời tối duy trì ở mức là từ 25 đến 26 độ. Độ ẩm trong ngày từ 67 cho đến 97%. Độ ẩm trong không khí vào buổi đêm và sáng hiện nay đang duy trì ở mức cao trên 90% sẽ gây cảm giác là khó chịu, mệt mỏi, nhất là đối với cơ thể của người già và trẻ nhỏ. Thời tiết ẩm thì cũng là điều kiện cho các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, dẫn đến gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa hay một số các bệnh ngoài da. Do vậy, quý vị cần phải giữ cho ngôi nhà của mình luôn khô ráo bằng cách là đóng kín cửa, dùng máy hút ẩm hoặc là bật điều hòa ở chế độ khô. Thường xuyên vệ sinh sàn nhà, tường nhà hay là các bề mặt bằng khăn khô. Duy trì độ ẩm không khí trong phòng ở mức lý tưởng là từ 40 đến 60%. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra ở khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín cho tới Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù với mức nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay.